Tay về một chút, luồn cái tay trái
thì chúng ta sang hạ xuống và đưa tay phải lên. Năm, bốn, ba, hai, một, đưa tay qua đầu, đi ra đằng sau. Năm, bốn, ba, hai, một, rồi từ từ trở về, đổ tay, luồn tay phải. Rồi, đưa tay trái lên. Năm, bốn, ba, hai, một, đi bộ ra sau. Năm, bốn, ba, hai, một, rồi từ từ trở về, thu người lên, hít vào, thở ra. Rồi, chúng ta hãy duỗi hai chân ra và lắc lắc rung rung cái đầu gối của chúng ta. Rồi, hãy mở chân chân rộng, hai chiều ngang thẳng thẳng. Bàn chân ta dự vuông góc lên và ngón chân hướng về phía người mình. Chúng ta ngồi thẳng lưng lên. Hít vào, hai tay lên, hướng người về phía chân trái, từ từ vươn người dài ra, hạ dần, hạ dần. Hít vào, hướng người sang bên phải, mở ra. Hít vào, thở ra. Thở ra, hít vào, thở ra và giữ ở đây, cảm nhận cân cơ kheo chân của chúng ta được căng giãn, cũng như cái lưng của chúng ta căng giãn rất nhiều. Năm, bốn, ba, hai, một, hít vào, hướng người sang chân phải, đổ dần về trước, hạ người xuống. Năm, bốn, ba, hai, một, rồi hít vào, hướng người về trước, đổ vào giữa hai chân của mình. Năm, bốn, ba, hai, một, hít vào, thở ra, từ từ thu hai chân về, để hai lòng bàn chân áp lại nhau, và chúng ta hãy đập nhẹ nhàng hai đầu gối xuống hạ. Tư thế này rất tốt cho phần khung xương chậu của chúng ta. Rồi bây giờ ta đẩy chân lên cao hơn một chút. Hít vào. Thở. Ép người về trước và giữ. Năm, bốn, ba, hai, một, hít vào, hai chân để rộng bằng vai, ta chống chân lên, hai tay đưa ra sau, rồi từ từ cuộn vai mở ngực, và chúng ta hãy nâng người lên. Năm, bốn, ba, hai, một, hít vào,
5 4 3 2 1 hít vào, hai chân lên, thở ra. Để cổ tay thẳng vai, đầu gối thẳng hông. Rồi chúng ta kích hoạt vùng lưng lên nhé. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Hít vào, thở ra. Lần cuối, hít vào, giữ ở đây. 5 4 3 2 1, thở. 5 4 3 2 1, rồi từ từ trở về. Chúng ta hạ thủ tay xuống, hai tay đan vào nhau, rồi bước chân phải dài, chân trái dài ra, về tư thế plank. Ta giữ ở đây, siết cơ bụng và cơ đùi thật chặt. Chuẩn bị làm tư thế rắn hổ mang. Hít vào. Đầu tiên ta làm tư thế rắn hổ mang thấp. Thở ra. Thu tay về ra ngủ. Hít vào. Hai chân lên, hai tay cầm vào cổ chân, tư thế cây cung chuẩn bị. Hít vào và thở đều.
Vòng thứ hai để ta giữ 20 giây. Rắn hổ mang cao. Xuống. Tư thế cây cung. Hít vào. Đẩy về tư thế em bé. Lên tư thế chỗ mà. Đi bộ về.